Ơi, chào mừng anh em ha. Chào mừng anh em đến với Cua Biển Xanh. Thì đây là cái quy trình nuôi cua trong nhà của mình, nuôi nước tuần hoàn, hệ thống nước cấp nước độc lập. Thì trong clip trước thì mình đã test thử nước để đưa vô quy trình xử lý tuần hoàn, thì mình thấy là nước không có đạt chuẩn, do khí nở 3 với nở 2 rất là cao, thì dùng mình bị ô nhiễm rồi. Thì trong mấy ngày nay thì mình đã tích cực xử lý nước, thì bây giờ các chỉ số nước đều trở về mức an toàn. Thì hôm nay mình tiến hành cấp vô bể để mình chạy thử quy trình. Thì chạy thử máy bơm, hệ thống máy bơm nè, bơm cấp nước độc lập. Thì tất cả cầm đều nước đều chạy rất là tốt, hệ thống xả cặn với canh nước đều hoạt động ok, không có vấn đề gì hết. Thì mình sẽ tiến hành chạy thử trong vài ngày để coi nó có vấn đề không. Thì mình sẽ tiến hành thả cua vô. Thì để cho cái hệ thống chạy hoàn chỉnh thì mình phải chạy nuôi canet, nuôi những hạt vi sinh này trong vòng khoảng cỡ 10 ngày, để cho những hạt vi sinh này nó bắt đầu nó sẽ bám lên mấy hạt canet này. Sau đó mình sẽ tiến hành thử nước một tiêu chuẩn một lần nữa, thì để đảm bảo là các chỉ số nước đều trong mức an toàn, thì mình tiến hành thả cua giống vô nuôi. Thì bạn thấy nước xả từ cái van ra nè, nước xả rất là mạnh luôn nè. Nước xả rất là mạnh, chứng tỏ là hệ thống mấy cái ống canh nước của mình hoạt động rất là tốt luôn, nước không có bị nghẽn hay gì hết nè. Cặn thấy không, cặn nó ra nè. Thì mình cứ chạy như vậy trong khoảng cỡ 10 ngày. Nếu như không chăm men vi sinh vô đây, nếu anh em mà chăm men vi sinh gốc vô đây thì có thể rút ngắn thời gian chạy cái này xuống khoảng 3 ngày để cho mấy cái men vi sinh này nó bám tốt đây. Thì mình tiến hành thả cua giống, để khi mà mình thả thì cái lượng phân từ cua ra thì những hạt vi sinh này nó sẽ ăn được. Còn bây giờ thì mình mới chạy hệ thống trước để cho nó hoạt động một cách trơn tru, không có vấn đề gì hết, thì mình thả cua vô. Chứ để mình thả cua vô mà nó có sai sót về số, sai sót về này kia thì mất công mình bắt ra mình làm lợi thì nó lâu. Thì mình sẽ chạy test như vậy trong khoảng vài ngày, coi mấy ống van nước thì nó có bị ngạt hay có bị tắc nghẽn như thế nào không. Thì mình thấy hệ thống nước mình chạy rất chi là tốt luôn, nước cấp rất là đều luôn, mà nước cũng rất là mạnh luôn, thì nước rất là mạnh luôn. Vậy thì mình nghĩ là ok. Thì đây cho anh em nhìn sơ qua cái hệ thống cấp nước độc lập ha. Khoảng cỡ vài ngày tới thì mình sẽ lựa cua chất lượng mình thả vô nuôi. Mấy cái van này nước chạy rất là mạnh. Máy bơm này AB54, thì máy bơm này tuy là nó hao điện nhưng mà cái ổn định nó cao, chứ nó hoạt động liên tục trong môi trường nước rất là tốt. Đấy. Thì cái hệ thống cấp nước độc lập này thì mình chia nhỏ quy trình ra ha, để mình dễ quản lý. Tại vì khi mà mình chạy nhiều khay trong một cái hệ thống nước á, thì khi mà có vấn đề trục trặc á thì mình sẽ xử lý hơi lâu, nghĩ nó nặng hơn, cho nên mình chia nhỏ cái quy trình ra. Thì một lốc này là 24 hộp theo đúng một quy trình mini. Quy trình 24 hộp thì chạy với cái bồn xử lý là 200 lít. Như vậy thì mình thấy là quy trình này đạt chuẩn, chạy ok. Liên tục thì nước nó sẽ không có dơ. 200 lít này có thể cung cấp nổi cho 24 khay nuôi liên tục. Còn lấy 24 khay mà nước xả nó ra gần như là phun nóng luôn vậy, rất là mạnh luôn. Máy bơm này cực tốt, máy bơm này bơm im thì bơm cực tốt luôn. Hạt canet thì chạy bằng cái máy cũng nhỏ mà nó cũng mạnh gì nè, cũng coi như là cũng ok. Mọi yếu tố về hộp, máy bơm, máy cấp nước, máy sục oxy, ống xả, ống cấp nước đều không vấn đề hết. Thì khoảng cỡ 3 ngày nữa thì mình sẽ tiến hành lựa cua, mình cho vô để chiều mình chăm men vi sinh gốc vô đây để mình cho nó chạy khoảng 3 ngày là được rồi. Còn nếu không có thì vẫn chạy có 10 ngày thì lâu. 3 ngày mình sẽ tiến hành thả cua vô, thì lúc đó mình sẽ quay cái cách lựa cua giống cho anh em coi ha.